Hello, hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại kênh của Tâm Tình Nguyễn Vlog nha cả nhà ơi, lẩu thập cẩm đây. Mát rồi ăn nồi lẩu thập cẩm ngon quá trời ngon luôn, đó. Có giò mọc nè, có tôm nè, có nước lẩu, có cả đậu nè, rồi có cà chua nè, sả, dứa, cần tây, đủ thứ. Có bò lẩu thập cẩm đây, ăn với bún này, có nồi lẩu thập cẩm này, ăn với rau sống này, mát trời ăn là quá đã luôn á. Đây là bò đấy mọi người, thăn bò tươi, bò tươi đỏ. Đây còn có nõn đuôi, nõn đuôi, nõn heo, nõn đuôi heo đấy mọi người, ngon ngon. Vó bò, vó bò, vó bò là chấm tương bần nhé. Em thích ăn món vó bò lắm. Ăn món vó bò này nó tốt cho khớp này. Rồi có rau giá, giá trần ở trong lẩu, ngọt ngon này. Lẩu đê, lẩu đê. Ngon không? Có cả lòng heo nha mọi người. Dứa này, dứa cho vào nước lẩu cũng ngon, ngọt đấy. Đấy, lòng heo nha. Đây là bò, rồi là sườn này, để ninh để lấy nước lẩu ấy mọi người. Rồi thịt giải luộc này, đủ thứ. Xách bò này, xách bò này, xách bò là chỉ mua cái phần cổ áo này thôi là rất là đắt tiền đấy. Cái này tầm mấy trăm một cân đấy. Rồi có rau, rau cải chip, rau cải ăn sống cũng ngon. Cái này nhúng lẩu cũng ngon. Lẩu đê, lẩu đê. Mát rồi ăn món này hơi bị vào luôn đấy. Lẩu thập cẩm có cái gì nhúng cái đó. Món này ngon lắm này. Em thích cái xách bò này. Thịt giải này, sườn này, bò này, lòng heo này, bò tươi này, giá này, nõn đuôi này, ngon ngon ngon. Các con em thích ăn giá trần lắm đấy. Một nồi lẩu như này đơn giản, trong này còn có tôm này, có giò mọc này. Mình ninh xương xong rồi mình vớt hết xương ra ấy mọi người, để lấy nước xong rồi mình trần mọi thứ vào đây. Rồi có cả đậu trần vào, rồi thích thì ăn với bún, mà có cả rau sống nữa. Này là nhậu, nhậu là bá cháy luôn, bá cháy bọ chét luôn. Em thích vó bò lắm. Vó bò này để chấm với tương bần này, cho một chút đường với tương bần này. Ăn dai giòn sật sật, rất là tốt cho khớp đó. Ví dụ như là mình có tuổi rồi là mình sẽ phải ăn những cái đó. Đây, đây là tương bần nha mọi người, cho chút đường vào ngoáy lên này, cho đường, cho ớt này. Ăn phải ăn tương bần nhé. Chứ đừng có ăn cái tương 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 nam đàn, tương nam đàn thì không ngon, tương nam đàn chỉ có nấu thôi. Tương bần này, ngon lắm. Vó bò chấm tương bần là ngon xuất sắc luôn đấy. Ngon ngon ngon. Mời bà con, mời bà con. Đấy. Em gái, con trai em. Đấy, Adam ngồi gặm gặm sườn đấy. Adam thích ăn sườn, gặm sườn. Trần giá này, cho giá vào trần. Nhím mà thích ăn giá trần, cho vào nồi lẩu xong vớt ra ăn cùng với bún là ngọt ngon. Cảm ơn quý vị khán giả rất là nhiều đã luôn luôn quan tâm và ủng hộ cho kênh của Tâm Tình Nguyễn Vlog nha mọi người ơi. Đấy, thằng Ca cũng bon chen lên xin đấy. Xin anh miếng sườn đấy. Chị cho đấy, ăn luôn. Cảm ơn quý vị khán giả, chúc quý vị khán giả luôn luôn vui khỏe nha. Chén thôi, chén thôi. Hôm nay ăn gì? Hôm nay ăn lẩu, lẩu thập cẩm, có cái gì ăn cái đó, chén thôi, chén thôi. Xin mời mọi người nha, mọi người cùng chung vui với gia đình em nha. Thank you so much.
Ngon 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 đấy. Trần bây giờ trần thịt bò này. Trần thịt bò, mọi thứ cho vào trần, trần thật kỹ. Bò này bò tươi rất là ngon nhé. Bò tươi luôn đấy chứ không phải bò bò héo đâu. Chén chén. Cho vào nồi lẩu để một lúc nó đảo đều lên, để một lúc là nó chín. Là ăn ăn thôi, chén thôi. Ôi trời ơi, cho gì mà đầy ú thế kia. Hết cả cân thịt bò luôn. Tưới lên. Cái bò này là bò thăn nên là mềm lắm mọi người. Rất là mềm luôn đấy. Không có bị dai đâu. Cho đầy quá mà. Thằng Ca thì cứ đứng ở chỗ anh để xin ăn. Đấy, thích ăn sườn lắm. Cho miếng nào ăn miếng đấy, ngoan ngoãn. Cho nên là thích đi chơi. Chén thôi, chén thôi. Mại dô, chỗ một bát đầy ra rồi còn định cho con ăn thêm nữa. Adam cũng thích ăn ăn giá trần đó mọi người. Giá trần nó ngọt mà. Ngon mà. Em thích nhất cái món vó bò. Em ngồi em ăn vó bò chấm tương bần là ngon. Chín chín là chén thôi. Cảm ơn quý vị khán giả nha. Mời mọi người cùng ăn với mấy mẹ con nhà em nha. Ăn với gia đình em nha. Xin cảm ơn và tạm biệt quý vị khán giả. Úi dồi, đấy, Adam ăn ngon lành không?